Thơm ơi. Không được đèn flash. Vậy. Thơm ơi. Giai đoạn 2014-2015. Nếu đề xuất này được ban chấp hành đảng bộ thành phố. Tự động mà. Thơm ơi. Vậy con. Vậy bơm sữa nè. Kêu vậy đi. Vậy bơm sữa thôi. Vậy bơm sữa. Đó rồi, vậy bơm sữa rồi con. Thơm. Tâm ơi. Tâm à. Vậy uống sữa nè con. Đừng có lắc cái chân nó gì vậy. Tâm vậy con. Vậy uống sữa con ơi. Bé vậy nè. Vậy nè con. Vậy nha, vậy uống sữa. Đặt cửa lên đi, đặt cửa nằm ngửa đi. Vậy uống sữa. Vậy uống sữa con. Nằm ngửa đi, nằm ngửa đi. Để buông là nằm ngủ luôn. Đang quay. Trời ơi, em thấy ướt nhẹp rồi đấy, ướt nhẹp. Nè vậy đi con, thôi vậy nè, vậy mâm sữa nè. Để con làm miếng rồi làm miếng. Để con làm miếng luôn cả. Lên trên đê phản đối việc trục vớt tàu khai thác cát trái phép bị chìm ở khu vực này. Nguyên nhân là do người dân địa phương yêu cầu chủ tàu phải thỏa đáng về diện tích đất hoa màu bị sạt lở do ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát trái phép, gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của họ. Điều đáng nói là sự việc xảy ra đã lâu, nhưng các cơ quan chức năng địa phương lại lúng túng không xử lý được vấn đề này. Trời ơi. Quá tài chưa. Delete lên. Thôi vậy con, vậy mâm nha. Mẹ biết vậy mâm nha. Vậy mâm.